Xin chào các bạn, mình là Kim đây. Thì ở video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dạng bài rất là phổ biến. Đó là dạng bài tập về thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú người Việt Nam. Thì bài tập này mình trích trong đề thi CB năm 2018 môn thuế. Mình thấy nó rất là hay nên mình giải nó để chia sẻ với mọi người. Thì trước khi vào bài tập thì mình muốn nhắc lại cho các bạn công thức tính thuế thu nhập cá nhân nhé. Đây mình đã viết sẵn rồi. Thuế thu nhập cá nhân sẽ bằng thu nhập tính thuế nhân với lại thuế suất thuế thu nhập cá nhân. Các bạn nhớ là thu nhập tính thuế nhé. Thì vậy cái thu nhập tính thuế này sẽ bằng gì? Cái thuế suất này sẽ theo cái bảng thuế suất mà người ta cho sẵn rồi. Còn cái thu nhập tính thuế này, thu nhập tính thuế sẽ bằng thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ. Các bạn nhớ là thu nhập tính thuế thì bằng thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ. Các khoản giảm trừ ở đây gồm gì ạ? Các khoản giảm trừ ở đây gồm có giảm trừ gia cảnh này, là giảm trừ cho bản thân 9 triệu đồng một người một tháng này, giảm trừ cho người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng một người một tháng này. Ngoài ra gồm có giảm trừ bảo hiểm bắt buộc này, giảm trừ khi mà các bạn đóng vào các quỹ, ví dụ như là quỹ hưu trí này, vân vân này. Còn cái thu nhập chịu thuế này thì sẽ bằng tổng thu nhập mà trừ đi các khoản thu nhập miễn thuế. Các khoản thu nhập miễn thuế thì các thông tư, các nghị định rồi là luật quy định rất rõ rồi, các bạn căn cứ vào đó để chúng ta bám sát vào để làm bài tập. Chúng ta cụ thể vào bài tập này nhé. Chị Bình là cá nhân cư trú này, làm trong công ty này. Tiền lương theo hợp đồng lao động là 30 triệu đồng một tháng này. Mục thứ hai là phụ cấp chức vụ 38 triệu đồng một năm này. Mục thứ ba là thù lao tư vấn 18 triệu này. Mục thứ tư tiền lương thưởng sáng chế này. Mục thứ năm các khoản hỗ trợ này. Mục thứ sáu là thu nhập bồi thường này. Mục thứ bảy thu nhập chuyển nhượng này. Mục thứ tám lãi tiền gửi. Mục thứ chín tiền cho thuê nhà. Mục thứ 10 hợp đồng chuyển nhượng. Chúng ta có thể thấy ngoài thu nhập từ tiền công và tiền lương ra, chị Bình có rất nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Yêu cầu của đề bài này, xác định thuế thu nhập cá nhân chị Bình phải nộp. Bây giờ yêu cầu đề bài là xác định thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Thì chúng ta phải tính được thu nhập tính thuế rồi nhân với lại thuế suất thì chúng ta ra được thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Biết rằng đây là một số dữ kiện người ta cho này. Chị Bình kê khai phụ thuộc cho hai người con này, một mẹ, ba người con một mẹ già này, ba người con một mẹ già này. Đấy. Đây là các mức thuế suất đi theo để cho chúng ta tính được cái thuế thu nhập cá nhân thôi. Và đây là bảng thuế suất. Đây là bảng thuế suất theo quy định thôi, không có gì cả. Mình vào giải bài này nhé. Để giải một bài tập rất dài như này và rất nhiều nguồn thu nhập, các bạn không nên tính gộp luôn các nguồn thu nhập với nhau, mà mình khuyên các bạn nên tách ra thành hai phần. Sau đó cộng cả hai phần với nhau thì sẽ ra tổng thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Thì các bạn nên tách ra theo mình là phần 1 là thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công. Các bạn nhé. Phần thứ hai là thuế thu nhập cá nhân từ ngoài tiền lương tiền công. Để cho nó đỡ bị nhầm. Thuế thu nhập cá nhân từ ngoài, phần thứ hai là ngoài các bạn nhé, ngoài tiền lương tiền công. Các bạn chia thành hai phần, tính rất là nhanh, rất là khoa học mà rất là dễ tính. Thuế thu nhập tính cá nhân từ tiền lương tiền công, cái này thì mình đã gặp rất là nhiều rồi, thì các bạn cứ tính bình thường thôi, cứ áp dụng công thức bình thường. Nhưng mà các bạn chia ra hai phần này thì các bạn không dễ nhầm. Mà kinh nghiệm là nhặt từ trên xuống dưới thì không bao giờ bị bỏ sót. Phần 1, các bạn chia thành A nhỏ đi, là thu nhập chịu thuế. Mình cứ bám theo công thức thôi. Phần 1 là thu nhập chịu thuế. Phần 1 là tính cái này này. A nhỏ là thu nhập chịu thuế này, B nhỏ là các khoản giảm trừ này, xong mình đó
mình trừ đi cho nhau sẽ thu nhập tính thuế. Tính thuế thì mình nhân lại thuế suất sẽ ra thuế thu nhập cá nhân, rất là dễ. Thu nhập chịu thuế này, nhặt từ trên xuống dưới nhé. Một này, tiền lương là có rồi này, tiền lương ở đây là 30 triệu đồng này, 30 triệu đồng mà người ta bắt quyết toán này, yêu cầu này xác định thuế thu nhập cá nhân chị Bình phải nộp trong năm này. Vậy 30 triệu đồng một tháng này, các bạn nhân với lại 12 tháng là ra năm này, 360 là một năm này. Phụ cấp này, phụ cấp này 38 triệu đồng một năm này. Mục thứ ba là thù lao tư vấn này, có tính thuế này. Đấy, các bạn cứ nhập từng chỉ tiêu một thì bài nào các bạn cũng giải được hết. Thù lao tư vấn này, à cái thù lao tư vấn này có một lưu ý này, thù lao tư vấn sau khi đã khấu trừ tại nguồn là 18 triệu. Vậy là ở cái công ty mà chị làm tư vấn ấy thì người ta đã trích lại 10% thuế thu nhập cá nhân của chị ấy rồi. Chị đã đóng 10% thuế thu nhập cá nhân là chị rồi, thì vì theo quy định là 10% mà. Bây giờ để tính nghĩa vụ thuế phải nộp thì ta lại phải tính thù lao tư vấn trước khi khấu trừ. Đấy, các bạn lưu ý nhá, đây là thù lao đã khấu trừ rồi. Bây giờ mình đang tính nghĩa vụ thuế phải nộp mà. Sau này tính ra nghĩa vụ thuế phải nộp rồi mà cái số thuế còn phải nộp ấy thì mình trừ đi cái số thuế chị đã nộp ở đây thôi, không vấn đề gì cả. Các bạn tính thù lao trước khi khấu trừ này, lấy sau khi khấu trừ chia cho 1 trừ đi thuế suất. Thuế suất là 10% nên lại 0,1 đấy ạ, bằng 20. Đấy, lưu ý chỗ này, nếu mà sai chỗ này là coi như sai cả bài luôn. Thù lao tư vấn này nó là 20 cơ chứ không phải là 18 nhá. Tiền thưởng sáng chế này, cái tiền thưởng sáng chế này, sáng chế được cơ quan có thẩm quyền công nhận này. Các bạn lưu ý cái tiền thưởng sáng chế mà được cơ quan có thẩm quyền công nhận ấy thì theo thông tư 111/2013 của Bộ Tài chính ấy thì cái này nó được miễn thuế các bạn nhé, không chịu thuế thu nhập cá nhân nhé. Tiếp theo này, khoản 5 này, các khoản hỗ trợ này. Hỗ trợ việc khám cho bệnh cho con trai, cái này cũng không nhé. Phiếu ăn giữa ca trị giá 9,6 triệu đồng, 9,6 triệu đồng mà chia cho 12 tháng là 0,8 triệu đồng một tháng, 0,8 triệu là 800 nghìn một tháng đấy ạ. Mà theo quy định của hiện tại của chúng ta, mức tối đa của chúng ta đang hưởng là 730 nghìn đồng một người một tháng. Vậy là nó đang chênh 70 nghìn một tháng đấy ạ. Thì theo các bạn, chỗ này có tính không ạ? Nó đang chênh 70.000 một tháng ạ. Mức tối đa của chúng ta theo quy định bây giờ là 730.000 đồng một tháng, mà người ta lại cho tận 800 cơ. Mình trả lời luôn ở đây là chúng ta cũng không tính nhé. Mặc dù nó chênh 70.000 nhưng chúng ta cũng không tính nhé. Đáng nhẽ ra chúng ta phải tính cái khoản chênh 70.000 này ạ. Nhưng mà vì ở đây người ta cho là phiếu ăn giữa ca, khi mà đề bài cho là công ty tổ chức nấu ăn, tổ chức trực tiếp nấu ăn, hoặc là cấp phiếu ăn giữa ca, hoặc là mua suất ăn cho người lao động, thì toàn bộ chi phí phát sinh doanh nghiệp sẽ được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, và người lao động sẽ được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân. Nếu là tổ chức nấu ăn trực tiếp này, phiếu ăn, cấp phiếu ăn giữa ca này, và mua suất ăn. Ở đây nếu mà người ta gọi là chi tiền ăn giữa ca thì cái khoản này chúng ta sẽ phải tính thuế thu nhập cá nhân nhé. Chi tiền ăn mà vượt 70.000 thì chúng ta sẽ phải tính thuế thu nhập cá nhân, nhưng ở đây là cấp phiếu ăn thì sẽ không phải tính. Tiếp theo là tiền trang phục này. Tiền trang phục thì theo quy định chúng ta hiện tại đang cho là 5 triệu đồng một người một năm, ở đây có 4 triệu thì không phải tính rồi. Mức thứ 6 là thu nhập từ bồi thường bảo hiểm nhân thọ 15 triệu đồng, khoản này thì không phải tiền công tiền lương nữa rồi. Mục thứ 7 thu nhập từ chuyển nhượng này. Mục thứ 8 lãi tiền gửi. Mục thứ 9 tiền cho thuê nhà hợp đồng. Vậy là thu nhập từ tiền lương, tiền công ở đến đây là hết rồi, mình tổng lại nhé. Ở đây là tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công đến đây là hết rồi. Vậy 418 triệu đồng từ tiền lương, tiền công này. Đấy.
Mình chia ra hai phần cho các bạn dễ nhìn thôi, chứ bình thường nếu mà làm quen rồi thì cũng không cần phải hai phần A với B làm gì cả. Nhưng đây nhìn cho nó dễ nhìn thôi. Thu nhập tính thức chịu thuế rồi này. Bước thứ hai là các khoản giảm trừ. Các khoản giảm trừ. Các khoản giảm trừ nhé. Mình tổng lên, mình để cái tổng lên trên này cho nó dễ nhìn này. Đấy. Các khoản giảm trừ. Giảm trừ thì ở đây có giảm trừ gia cảnh là chắc chắn là có rồi. Một là giảm trừ bản thân này. Bản thân là 9 triệu đồng một người một tháng như lúc nãy mình đã nói rồi đấy. Bản thân là 9 triệu đồng một người một tháng mà nhân với lại 12 tháng này. 108 này. Hai là người phụ thuộc này. Người phụ thuộc thì mình kéo xuống cái dữ kiện người ta cho này. Người phụ thuộc này. Chị Bình kê khai người phụ thuộc gồm một con 5 tuổi chấp nhận rồi này. Một con 3 tuổi chấp nhận này. Một con sinh trong tháng 7 2017, cái này chấp nhận này, và mẹ đẻ 70 tuổi. Hàng tháng mẹ đẻ nhận được lãi tiền gửi ngân hàng là 1,2 triệu đồng một tháng. À vậy thì cái mẹ đẻ này của chị Bình này thu nhập 1,2 triệu đồng một tháng thì sẽ không được coi là người phụ thuộc các bạn nhé. Vì theo quy định cá nhân mà có mức thu nhập trên 1 triệu đồng một tháng thì đã không được tính là người phụ thuộc rồi. Đây là 1,2 là trên 1 triệu đồng rồi ạ. Vậy là chị Bình có 3 người phụ thuộc thôi. Một hai em bé này sẽ được hưởng trọn 12 tháng này, còn em bé này mới sinh tháng 7 thì sẽ không được này. Vậy có hai em này nhân với lại 3,6 nhân với lại 12 này. Còn em thứ ba thì sẽ là từ tháng 7 đến tháng 12 là 6 tháng cộng với lại 6 tháng nhân với lại 3,6 cũng bằng 108. Còn cái, chúng ta xem còn các khoản giảm trừ gì không ạ? Mức giảm trừ đấy, như vậy là không còn mức giảm trừ gì rồi ạ. Vậy tổng các khoản giảm trừ của chị mình tổng ở đây nhé, cho nó dễ nhìn, tổng ở đây là gồm hai mức này thôi, bằng 216. Vậy thu nhập tính thuế rất đơn giản, thu nhập tính thuế bằng thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ. Vậy thu nhập tính thuế từ tiền công tiền lương nhé, thu nhập tính thuế của cái phần một này thôi, từ tiền công tiền lương, tiền lương tiền công này sẽ bằng thu nhập chịu thuế mà trừ đi thu nhập tính các khoản giảm trừ bằng 202. Rồi chúng ta bây giờ tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp, thuế thu nhập cá nhân phải nộp của cái mục một này nhé, cái phần một La Mã này nhé, phần một các bạn nhé, thì sẽ bằng thu nhập tính thuế nhân với lại thuế suất 202 triệu. Thì các bạn xuống đây xem này, 202 nó đang mực bậc thuế thứ ba này, 202 đang bậc thuế thứ ba này, thì mình phải qua bậc thứ nhất này, bậc thứ hai này, xong mới đến bậc thứ ba này. Ở đây có nghĩa là 60 triệu đầu tiên là 5%, 100 trừ đi 60, từ 60 đến 120 là 60 triệu tiếp theo đấy ạ. 100 trừ đi 60 là 60. 60 triệu tiếp theo là 10%. Và đây 216 trừ đi 120 triệu tiếp theo là 15%. 202 các bạn ý nó đang ở bậc thứ ba này, mình sẽ tính này. 60 triệu đầu này nhân với lại 5% này. 60 triệu tiếp theo là nhân với lại 10% này. 120 rồi, 120 còn 82 này. 82 nhân với lại 15% bằng 21,3. Đây. Chính là thuế cá nhân phải nộp. Hai mươi mốt phẩy ba, mình viết lại anh trên đây là cổ phần một rất là nhanh đấy, nếu các bạn làm pro rồi thì rất là nhanh.
cần nhặt nó ra thôi, vất vào xong là xong, 21,3. Như vậy phần 1 là thuế thu nhập từ tiền lương tiền công là 21,3. Chúng ta làm nốt phần 2 nữa rồi chúng ta cộng hai phần vào là xong ạ. Đây, nhìn thì nó dài phức tạp chứ cộng ra có mấy dòng thôi, rất là nhanh. Phần 2 nhé, phần 2 thuế thu nhập ngoài tiền lương tiền công nhé. Thì các bạn cũng nhặt từ tiếp theo từ trên xuống dưới thì không bao giờ bị sót. Nhưng mà chúng ta nhập đến cái mục thứ 5 rồi. Mục thứ 6 là thu nhập từ bồi thường nhận được từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Cái này theo quy định thì cũng không phải đóng bảo hiểm nha các bạn nhé. À, cũng không phải đóng thuế thu nhập cá nhân bạn nhé. Mục thứ 7 là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Cái này có này, cái này thu nhập khác này. Thì nó là mục thứ 8 này. 8 này. Thu nhập từ mục thứ 7 chứ. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán này. Chuyển nhượng chứng khoán này. Ở đây là 800 triệu này, xem cái thuế suất chuyển nhượng là bao nhiêu này. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng là 0,1% này. Đấy. 800 triệu này. 800 triệu này nhân với lại 0,01% này, nhân với 0,1% này, 800 này nhân với lại 0,1% này là 0,8 triệu này. Tiếp theo này. Mục thứ 8 là lãi tiền gửi ngân hàng. Cái này thì theo quy định cũng không phải chịu thuế nhé các bạn nhé. Cũng không phải nộp thuế nhé. Mục thứ 9 là cho thuê nhà. Thì cái này có rồi này. Mục thứ 9 này. Cho thuê nhà này. Tiền thuê nhà. Là 180 triệu đồng. Chị Bình trích 5 triệu đồng ủng hộ một cá nhân làm từ thiện. À, cái này ta cho một cái đánh lửa ở đây đây này. Chị Bình trích 5 triệu đồng ủng hộ một cá nhân. Các bạn lưu ý nhé, các khoản từ thiện cho cá nhân hay tổ chức hay đồng bào, kể cả là đồng bào mà không theo quy định thì cũng không được tính, không được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân nhé. Trừ khác, trừ các cái tổ chức mà do các cơ quan nhà nước cấp phép ấy, cấp phép hoạt động ấy, thì chúng ta mới được trừ. Còn đây ở đây là cá nhân thì chúng ta không được trừ đâu ạ. Lưu ý. 180 thuế suất thuế cho thu tài sản là bao nhiêu nhỉ? Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động tài sản là 5% này. Các bạn lấy 180 triệu nhân với 5%. 0,05 luôn nhé. 5% là 9. Và cái thứ 10 này. Hợp đồng chuyển nhượng bản quyền trị giá 120 triệu. Ký tháng 12/2016. Theo hợp đồng, việc thanh toán được chia làm 2 lần. Một lần thanh toán trong năm 2016 70 triệu. À, thì cái 70 triệu này mình không còn lưu ý nữa nhé. Mình đang làm 2017 thì 2016 mình không còn lưu ý nữa. Lần thứ 2 thanh toán trong tháng 1 năm 2017. Số tiền là 50 triệu. À, bây giờ mình chỉ lưu ý cái 50 triệu ấy thôi. Thì cái hợp đồng chuyển nhượng bản quyền này thì mình được khấu trừ 10 triệu đồng. Mình chỉ phải nộp trên cái khoản 10 triệu đồng ấy thôi. Thì giả sử là 120 triệu đồng này người ta đã khấu trừ 10 triệu đồng từ ngay từ lần đầu tiên rồi. Để nộp thuế ấy, người ta đã khấu trừ ngay 10 triệu rồi. Thì cái 50 triệu này ở năm 2017 mình không khấu trừ nữa nhé. Thì mình cứ lấy 50 triệu mình nhân thuế suất thôi. Còn nếu mà chưa khấu trừ ấy thì mình phải khấu trừ 10 triệu ấy nhé. Ví dụ ở đây mà chưa khấu trừ thì mình sẽ lấy 50 triệu trừ đi 10 triệu rồi mình mới nhân thuế suất. Vì theo quy định là mình được khấu trừ 10 triệu mà. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập bản quyền cũng là 5% này. Thì các bạn lấy thu nhập từ bản quyền. Các bạn lấy 50 triệu thôi nhân với lại 5%. Như vậy là ra 2,5. Như vậy là hết rồi. Hết rồi. Bây giờ mình cũng tổng lại nhé. Đây, mình tổng lại. Ra đây cho dễ nhìn nhé. Tổng lại này. Tổng lại ở đây là 12,3 này. Đấy. Chúng ta gồm có hai phần. Phần thứ nhất, thuế thu nhập cá nhân phải nộp từ phần 1 này là 21,3 này. Và phần thứ hai là 12,3 này.
Bây giờ chúng ta tính tổng thuế thu nhập cá nhân phải nộp rất là nhanh mà rất dễ nhìn các bạn nhé. Các bạn đừng làm gộp rất là dễ nhầm. Chia lên hai phần này rất là nhanh. Mà bờ rồ rồi thì không cần phải chia nữa, cứ đặt bút là tính được. Cộng nhầm 12,3 cộng với lại 21,3. 33,6 các bạn nhé. Vậy tổng thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 33,6. Lưu ý này, quay trở lại cái lúc nãy mình đã nói này. Ở cái khoản thù lao tư vấn đấy này. Thù lao tư vấn này trước khấu trừ là 20 này, mà sau khấu trừ tại nguồn là 18, là khấu trừ 2 triệu. 2 triệu là đúng là 10% của 20. Thì các bạn để tính thuế thu nhập cá nhân còn phải nộp. Thuế thu nhập cá nhân còn phải nộp thì chúng ta trừ đi thôi. Thì chúng ta lấy cái này, số này phải nộp này, trừ đi đã nộp thôi, trừ đi 2 triệu là còn 31,6. Vậy còn phải nộp trong năm là 31,6. Cái này mình nói thêm thôi để không yêu cầu. Các bạn lưu ý nhé. Đấy. Như vậy là bài này đã hoàn thành. Tổng thuế thu nhập là 33,6. Rất đơn giản. Các bạn chia ra cái này rất là dễ nhìn. Xin chào các bạn, chúc các bạn học tập thành công.